Sao em thấy nó chẳng dính. Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì video này mình sẽ làm món bánh trôi nước. Các bạn đang nhìn thấy mình đang nhồi bột này. Vừa thôi, nhiều quá không ăn hết đâu. Bột ham lắm, không ăn hết đâu. Bột rất là dẻo tay luôn. Còn mang cho ngay là được ngay bà con ạ. Trông mang đi cho mấy bà anh, mấy bà ở đây. Anh nhá, ba mẹ đi. Nhưng mà phải bớt lại một gói để còn ấy. Còn mà chưa kịp vã với em đâu vã. Còn bôi tay cho khô. Mã mới mua được thì. Phải gửi mã về em mới thanh toán. Tân Anh đang đục đồ ăn xong rồi đã có đồ ăn để ăn. Đấy, cứ thoải mái đi. Hết, ok. Vấn đề gì. Ăn thì thoải mái. Để thôi nhau. Thôi được lắm, anh. Thì được thế. Anh có ai không? Bây giờ bột mình nhào xong rồi nha các bạn nhá. Dẻo lắm rồi. Ta phải ủ một tí cho nó bột nó nghỉ. Nên nghe cho chuyên gia bảo cho bột nó nghỉ, mình chờ cho bột nghỉ đấy thế nào. Cái đem đem vào trong bột đó gì? Ok, lăn nha, bắt đầu lăn. Thế thì chị ăn lận này nhìn nè. Lận. Chị chuyên lận đi. Nhân này phải cắt ra. Ừ, đúng rồi, nhân thì phải bổ đôi rồi. Đấy nha, một miếng như nhỏ nhỏ như này thôi tụi này, xong rồi dàn dàn nó ra. Không cho nhân vào giữa một vó vào xong rồi xoa. Em làm to này. To quá. Làm to, lấy cái nhân to ăn cho vào, nhân to đấy, ở giữa kìa. Không phải. Nhân đi, anh giữ nhân. Đặt được cái vào. Quấn vào. Cố cấu bớt bố đi. Bớt thì bột đi. Vào quán thì cấu bớt bố đi. Em sẽ cắt ngay cho mọi người. Đây mình nhỏ này, cái này nhỏ này. Ấy, nhỏ nhỏ đây nha. Đây là cục của tôi nhá. Đây là cục của tôi nha. Em chuyển ra con to thôi chị ạ. Em chỉ có lấy con to. Con nào to là của em. Sau một vài cái tu luyện rồi, tay tôi đã mê hơi bị rồi đấy. Đấy mà mượt mà. Tầm tầm này nặng hơi đẹp luôn. Sao con này nặng thế này, to vãi. Vãi của to là em à. Vài lần nó quen ngay. Em ăn con to cho. Chị sao còn nhỏ nữa cơ. Nhưng kinh dị cơ. Mình cảm thấy mình đi mãn thì bà. Chính ra cái này lên là đẹp nhất này. Nhỏ cái này là vừa nhất này. Đấy, cái này tầm này này, chưa này. Em đấy, chưa đợi. Đây này. Đấy, sướng cơ. Tuấn Anh được khen sướng. Trời, đẹp chưa? Mịn. Ủa. Mịn mè. Nào, Tuấn Anh làm một cái nào. Nhìn bàn tay, nhìn bàn chân thì xem là như thế nào. Nào, bắt đầu xay bột. Diễn cho các bạn xem này. Đấy, giá dạng, đầu chân nhất. Rồi. Rồi, nặng, hoài bắt. Như chuyên nghiệp. Đấy, cho miếng đậu vào. Đây là kinh nghiệm nặn bánh của mình. Mình thì không nặn được chuyên nghiệp chứ mà cái này mình làm quen nó không bị vỡ. Hoa cho vào. Nặn nắn này lại tí. Ờ nặn nắn này. Không nặn tay vào. Chúng ta cùng quay. Nặn từ từ này thôi. Nặn nhẹ nhàng không bị vỡ. Đây, chị anh của mình rất là đẹp. Chuẩn đấy, là kinh nghiệm nãy giờ đấy. Cho anh thanh niên. Cho gần vào đây. Đấy. Bản cấp nữa đấy. Bạn đẹp cho gần và cho đẹp nữa. Mấy năm mua lễ hội là bắt đầu đi làm một xe ra đạp ấy. Xong là bán xong. Nấu, đóng hộp. Đóng hộp xong rồi mang bán xong. Đây gọi dạng như là mochi của Việt Nam. 500 yên hộp trước đây người mua đấy. 200 yên hộp đắt đấy. 500 yên một hộp đi. Thật đi. 100 yên, 500 yên. 200 yên một hộp quá rẻ. Mỗi hộp cho 3 viên không? Ơi, chị bán 100 yên thôi chị ạ. Chị 3 viên chị bán 100 yên thôi. Thì cho 5 viên. 5 viên bán 200 yên. 5 viên bán 100. 100 mua 5 viên 100, nãy mà. Lại viên nữa. Bán như vậy nãy mà. Lại viên nữa, đẹp tròn, rất là đẹp. Cái này nó không có cái gì đó khắc tên vào chốt của ai nặng cái ăn. Chốt không vào, nặng vỡ ra thôi, không chịu. Đây nha, đây là trách nhiệm của chị chuyên nhá. Luộc, luộc bánh trôi. Mọi sự vất vả. Hôm nay 5 năm các ba anh chị em ở nhà cố bàn linh đình. Anh chị em mình chỉ có mỗi nồi bánh trôi thôi. Nhìn nổi hấp dẫn nhỉ. Thân chuyên vừa trắng lại vừa chùa. Thôi thôi đừng nói. Thân chuyên vừa béo lại vừa lùn. Tía nổi lên đẹp nhỉ. Chìm xong rồi. Chuyên đừng bảo là cho vào lọ rút cá bằng xỉa tinh đi kìa. Ừ quá đẹp. Được. Thôi quá đẹp. Người ta múc người ta ăn nó đấy. Đổ ra. Cầm cứ dốc mồm mà. Hộp này đẹp quá. Hộp bắt. Thế lấy tầm 4 cái được rồi. Hai hộp 4 cái. Mua 4 cái thôi cho họ ăn thử thôi.
nó sôi nó nổi lên xong lại phải vớt sang bên nước lạnh để cho nó đỡ dính vào nhau ấy các bạn ấy. Chứ nó nóng và nó dẻo bột rồi nó dính vào nhau. Nhưng từ rồi lúc đấy mình mới cho lên đĩa được. Lúc này được. Đó. Được. Đẹp. Lúc này là nhà ấy. Yeah, các anh chị em mình sẽ đi và mời mấy người Nhật thưởng thức bánh trôi nước Việt Nam. Đây giày của anh ấy, không phải của chị đâu, của chị các chồng mình. Và đây là thành quả của anh chị em mình nhá. Nhìn hấp dẫn, rắc vừng lên nhìn đẹp nhỉ. Đây là nước gừng, đường, bún năng à? Thấy chưa? Em phải cho thêm vào bánh nhá. Rắc nhá. Rồi đây. Con ghẻ thì chỉ bắt nó nhẹ ra mà cứ đi ngay để nó ăn thì kia. Em là người công, em phải ấy chứ. Đánh đòn em thì có. Có của không biết giữ, còn kêu cái gì. Ôi chị ơi, cái này cần cái dừa à? Dừa nạo, dừa tươi. Cái này mình không có thì dùng dừa khô. Mày bảo thế không em? Nó cứ bảo hiện rồi là em đặt cho. Cái này chị sang thật. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái này nhà bán 17. Ở đây mấy trăm nghìn của này ạ? Bạc nghìn á. Cái này phần này là tí mấy anh chị em nhà mình nhá, đi okay. Đi để xem được có. Cho mấy con Nhật, chưa? Mẹ Nhật làm cùng công ty cùng đáng yêu nhỉ. Sexy luôn. Bánh trôi nước tuyệt vời. Bây giờ sẽ thử thức các bạn nhá. Ui, nó dính nhau này. Ui, dẻo hấp dẫn nhỉ. Cho thêm miếng nước này. Bột giỏ. Hiểu không? Mấy đầu ăn bột nó không hơi ấy nhá. Ngon á. Ăn đến nhân mình. Itadakimasu. Nhân nó nhân nó. Phần hiền bát nhỉ. Tao vỡ nó loại ra. Phần bát nó bát lại. Bát thì Tuấn Anh thôi, để nó phần nó bát lại chị. Nó vỡ là cái. Đấy, để lại bên này. Tao vỡ là cái mà nhân nó ra vị thì ngon. Ăn cái đỗ trong thơm. Bùi. Tuyệt vời. Béo. Hấp dẫn đi. Béo. Này. Mình nhà lúc mấy giờ nhỉ? Em mới chị ăn trong đi. Em uống bia. 3 giờ. Ừ, uống bia bánh trôi hả? Uống bia bánh trôi hả? Có khẩu không? Ủa. Đây, uống bia với cái này chứ các bạn ạ. Uống bia với cái này. Chị vàng tôm tôm. Chứ không phải bánh trôi. Chưa được em xong. Hấp dẫn, hấp dẫn. Anh không uống bia thì uống rượu như vậy. Không uống bia thì uống rượu thì vậy. Mình cho đá đi. Kẻ đi uống cho mát. Mình cho đá và tuyệt vời luôn. Uống cho mát, nóng quá. Đây, đây. Cầm tí xíu ạ. Thôi uống chưa? Cho mát. Trước cơ, mát đấy. Mình chuyên đấy luôn đi, để giúp cơ. Uống bia với bánh trôi. Cho tí gió đi anh ơi. Đấy là hương vị mới của Nhật. Ừ. Em xem anh đang xù chứ không xù. Nó xinh à? Không, anh đang xù, các bạn thấy mình thôi, nhưng mấy chị em mình nặn bánh trôi có đẹp không? Có rất là hấp dẫn. Tự mình khen. Đúng còn gì nữa? Đang có phải mèo. Đúng mình nặn đẹp không? Mèo khen mèo dài đuôi. Sao không lấy cái con bị bục đó là khoai? Bục sữa rồi. Ăn đẹp. Rồi. Gửi anh em chưa rồi. Yeah. Ngon, dẻo ngon. Mùi gừng thơm nhỉ. Nhưng mà mới đầu lúc nặng. No nê được các bạn ơi. Nhưng mà không ăn hết được, nhiều quá. Chắc để dành cho Tuấn ăn trước. Không, bây giờ chị em mình sẽ đi mang bánh cho các nhà Nhật quanh đây nhé. Tuấn là tự mang đi chữa sánh. Không sánh nổi mày hả? Nó rất là đặc. Đặc. Nắp nắp. Các bạn nhìn nhau hấp dẫn nè, mang đi cũng được đấy nha. Hai chị em, mấy chị em mình đi
tặng quà người Nhật ấy. Mỗi nhà một túi, hai nhà có hai hai là người Nhật ở công ty mình, hôm nay làm bánh mang cho họ ăn thử đồ bánh trôi nước Việt Nam. Đấy, góc này, nhìn thấy chưa? Toàn bộ luôn. Như một bộ rào toàn hoa luôn nhỉ? Đẹp nhỉ? Đây là cổng vào nhà của bà làm công ty mình nhá. Tôi các chị em đi vào. Đó là có ông bà ở nhà đấy. Vâng. はい。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 は
美味しいですか? これはどんなんだろう、この味は。これは何? あ、足誰から聞いた。ああ、山根さん。あ、山根さん。山根。山根さん。山根。山根さん。山根合わない。合わない。合わないけど教えてる。何とつ。村。お母さん可愛いね。何。はい、どうでも。さいちゃん食べる。はい。あめがね。あねりち。おいしい。 Thấy bọn mình cho nhiều ớt quá. Không dám ăn luôn. Cái ok đâu. Ốc giòn ngọt nhỉ. Thế này là bà cho ăn ớt ớt Việt Nam chắc bà chết luôn. Ốc giống mình trước ăn mua về mắm hấp này. Còn cái ốc kia nhá, nó cho hạt soy và nó nướng trên cái kho ăn. Thôi. Chị em mình về thôi. Thành quả. Lần nào đi đến cũng đọc đủ bánh đủ nước mang về. Đây toàn bánh kẹo đây. Trời ơi. Cái này cứ đến suốt. Ấm om hết đường lên, người ta lại nhìn thôi. Ôi giời, mình là thị. Nó chạy rung ra rung gió như là bà. Lạnh. Bên kia phải gọi là chị thị đúng rồi. Nhìn vớ vẩn. Lạnh lắm. Thôi tạm biệt các bạn nhá. Chị em mình xin dừng video ở đây đây. Wow, lạnh lắm rồi, đi vào nhà thôi.